Alo, alo, chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của Khải Sơn anh em ơi. Ok, nay tiếp tục vào trận đấu con tài xỉu anh em nha. Hôm nay xin phép anh em làm tí hình nền con bầu cua anh em nha. Giờ này cũng đang tập trung bú bầu cua anh em ạ. Đấy. Chơi bầu cua hai phết anh em. Nói chung là tài xỉu nó cũng là con game lâu đời rồi. Nói chung là bầu cua thì mẹ lâu lắm rồi đấy. Nhưng mà giờ này chơi thấy thì mẹ khá cuốn anh em nha. Em thời gian rảnh rảnh và làm nghịch tí anh em ạ. Ok này. Đây là chốt tài anh em nhé, 20m anh em ạ, hôm nay 20m thôi anh em. Nói chung là hôm nay cất két rồi anh em ạ, để lại ít cái cuốc thôi. Nói chung nhất nhiều anh em hỏi tại sao không để vốn to chơi, nó nói với anh em luôn, để vốn to chơi ấy, thì nó rủi ro lớn anh em ạ. Được thì không sao, nhưng mất cơ hội anh em gỡ lại là khó lắm. Tốt nhất là cứ có con anh em ạ. Địt mẹ mày ok chưa, lẻ về tài cầu thuận anh em này. Thơm luôn anh em ạ. Đầu xuôi đuôi lọt các ông hiểu không? Đi mẹ. Này, ok lẻ này. Ok lẻ 15 cộng 8 23 23 trừ đi 12 11 lẻ nha. Ok. Chút công nghịch em bắt cầu 11 anh em ạ. Đánh đúng cầu 11 cho tôi. Đúng cầu 11 nhá. Ok này, lẻ công nghịch này. Chút xỉu này. Tiếng này á, ăn xỉu anh em nha, anh em từ sau anh em đánh cầu thuận. Đấy anh em đâu, đi mẹ bầu cua chơi hay hay đấy. Thế làm tí từ bầu cua anh em ạ. Thế tôi làm tơn bầu cua, tôi bắt bầu cua cho anh em xem. Chung là bầu cua tôi có kinh nghiệm bắt cầu bầu cua cũng hơi phải đái đấy. Làm cái cầu kết ông giật mình luôn đấy. Địt mẹ ok chưa? Thơm cho anh em. Hai tay anh em này. Ok, tay sau chốt thuận anh em nha. Mười cộng chín, 19 này. 19 trừ đi 12 còn 7 lẻ. Chốt tài. Có lãi anh em này. Mày lãi được 560k. Chốt. Vẫn để lại 20 anh em ạ. Đấy, số tiền tôi có 20m thôi. Nói chung là lãi được 5m 560 rồi. Đấy, thế này tôi cứ bình tĩnh thôi. Nói chung có lãi bình tĩnh chơi anh em ạ. Nói chung là tập trung ở dưới, đáp nhìn ở dưới anh em nhé. Anh em đừng nhìn dưới này nhé. Không phải che anh em ạ. Tôi để đúng cái này này. Cắt vào đây. Đi mẹ mày, giày chân đẹp thế rồi ra một sợ không? Cùng nghịch luôn anh em này. Thề không, chân giày được 43 rồi, đi mẹ chỉ cần ra hai hàng ấy thôi, ngon. Đéo thể ra được. Đi. Lẻ này, lẻ với xíu nghịch này. Thuận này, nghịch này, nghịch hai tay cùng nghịch cho anh em. Bắt tiếng cầu nghịch tiếp anh em này, chặn này, số tài này. Đi mẹ số lãi đây anh em này. Đi mẹ em làm quả tơn này luôn anh em. Đi mẹ che vào đây anh em ạ. Địt mẹ mày chưa nặng luôn anh em ạ. Địt mẹ mày 6-1 ra 2 vãi lồn. Địt mẹ chẵn về xỉu cầu thuận này. Địt mẹ thế sao chúc cầu thuận anh em nhá. Địt mẹ mày chốt cầu thuận anh em này. Chẵn này chốt xỉu. Địt mẹ còn bao tiền nữa, 15m đúng không? Xem nào. Đúng rồi, chẵn cầu thuận chút xíu. Địt mẹ mày 10m. Để lại đúng 5m đây. Đéo che cái này được em ạ. Địt mẹ thế nên mới tải. Thế đầu buổi đéo che cái số tiền anh em nhỉ. Địt mẹ lại phải để ở dưới. Địt mẹ mày 20m này xác định luôn là một đã ăn anh em ạ.
hai mất giả lại ra cái. Nói chung là bú nhiều rồi anh em, giả lại tí nó không, nó tì nick anh em ạ. Nó soi. Đéo thèm đạn luôn. Đi mẹ mày. Chả cầu 22 cầu gì nữa anh em. Đi mẹ không cầu 22 chúng tôi à. Được chưa? Chẳng phải xỉu thuận chưa? 22 chưa? Tính sau mới khó đánh anh em này. Thế anh em tính sau mới đánh, khó đánh vài đai luôn đấy. Chốt xỉu tiếp nha, chẳng chốt xỉu tiếp. Đi, mẹ tiếng cuối nha. Đi mẹ số lại luôn anh em này. Đúc số lại luôn anh em nhé. Tên này ăn được nghỉ luôn anh em ạ. Tên này ăn được chỗ lãi 9M đấy. Tầm 20M mà lãi được 9M là ấm rồi. Cứ có lãi là ngon anh em ạ. Không quan trọng là lãi nhiều là ít anh em nhé. Tích tiểu thành đại. Đi mẹ em nặn tiếng đàng hoàng luôn anh em này. Đi mẹ mày không ra anh em. Ok chưa? 28M anh em này, 20M lãi 8M7 rồi, trừ phế 8M7 70 rồi. Ok. Tâm anh nghỉ anh em nhá. Nghỉ thôi. Ok. Đấy, nói chung là video phải chơi nha. Đấy. Với số vốn 20M anh em, số lãi được 8M 772k rồi. Nói chung là dừng lại tại đây. Hẹn anh em video sau nhé. Chào anh em.